Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là khoảng là gần 17 giờ chiều rồi cả nhà. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2021. Thì trong buổi chiều và tối ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở tàu Vĩnh Long, thông qua là những hoàn cảnh mà đã nhắn tin cho mình báo về cái tên cũng như địa chỉ, số điện thoại, nhà để mình sẽ giao đến tận nơi. Thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trao tấm lòng của anh Tài và chị Bích, hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ, kèm theo đó cũng là tấm lòng của anh Lộc, cũng là nhà hảo tâm ở bên Mỹ luôn, đến với những hoàn cảnh bà con khó khăn hiện nay. Thì bây giờ là mình và bà xã mình đã lên những cái phần quà để chuẩn bị là gửi đến tay bà con, gửi đến tận nhà cả nhà ha, cũng như là trên đường phố nếu mà mình gặp ai mà khó khăn mà cần sự giúp đỡ thì mình cũng sẽ gửi luôn. Tại trong thời điểm này thì gần như là bây giờ không thể nào phân biệt ngành nghề nữa rồi cả nhà. Gần như là ngành nghề nào cũng bị mất thu nhập hết. Đó. Ra trong thời điểm này thì mình biết là bà con khó khăn nhiều dữ lắm luôn. Nhắn tin điện thoại cho mình một ngày là phải trên dưới 100 người. Thật sự là mình gần như là mình rất là khó luôn. Đó lý do tại sao mình phải nhờ bạn Xuyên đó để cho phụ mình trao đến những hoàn cảnh mà trong nhà đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thôi nha cả nhà ha. Cả nhà đợi mình lên đồ quá. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ mình mời cả nhà ha cùng đi với mình để trao những phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn thôi. Thì hồi nãy thì mình có thấy là hai hoàn cảnh có lại chia sẻ với mình. Thì mình có mời qua bên khu vực bên bờ kè phường 2. Đang mời cả nhà ở bờ kè phường 2 nha cả nhà ha. Nãy mình có mời một cô đi xe đạp. Mấy con ấy đậu đâu rồi. Phần quà mà các nhà hảo tâm gửi đó cả nhà thì mình đã nén lại, bây giờ nó rất là chất lượng và nó rất là lâu luôn đó, thành ra là chúng ta có thể là sử dụng cũng được trong khoảng khoảng thời gian cả nhà. Bữa nay là 16 Tây, cũng là 13 ngày rồi cả nhà. Rồi con chào ngoại. Hôm bữa giờ cũng là 13 ngày rồi, ngoại ăn hết phần gạo chưa? Dạ, con chừng lít. Dạ. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 74 của mình này. Dạ. Trước khi mà dịch giãn cách xảy ra thì ngoại làm công việc gì? Ở hai số trong trong nè, cậu Minh. À. Đi mệt, ít cứ đi xa lắm. Dạ. Rồi thì thôi hôm nay con thay mặt anh Tài và chị Bích sẽ có một cái phần quà gửi tặng cho ngoại.
Hy vọng là ngoại cũng có thể cầm cự đợi thời gian mà giấy số trở lại ha. Mình cái tiếp tục công việc cảm của mình. ơn anh gì anh Tài và chị Bích. Cảm ơn cậu Tài và cô Bích dạ. cho phần quà gì vậy, cảm ơn đó nha. Dạ rồi đây con gửi cho ngoại, ngoại nhận giùm con. Dạ còn cái kia nữa. Rồi thêm một cái nữa ngoại, đợi con chút xíu. Con sẽ gửi cho ngoại cái phần tiếp theo. Là tấm lòng của anh Lộc, mạnh thường quân của bên Mỹ. Mình đợi con cái. Đây là tấm lòng của anh Lộc, mạnh thường quân của bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho ngoại. Để ngoại có thể là mua thực, thịt, mua trứng hay là mua cá gì đó. Đó là tấm lòng của anh Lộc. Cảm ơn cậu Lộc. Cảm ơn cậu Lộc nhiều cậu Lộc. Dạ rồi. Rồi, lên. Rồi con chào ngoại. Rồi con chào cô. Chào chú, chào cô. Cái đợt hôm bữa là con gửi cô là bao lâu rồi? Hôm bữa một tây tới nay ha, 30 gì đó. Và lúc đó con nhận được phần quà là gì? 10 kg gạo với một bịch gia vị nhiều lắm. Cá mồi đủ thứ hết trơn. Dạ. Rồi thì cái phần quà đó con ăn hết chưa? Vừa hết á, mới đi kiếm chú với cô á. Dạ. Rồi thì thôi hôm nay ha, con cũng thay mặt anh Tài và chị Bích sẽ gửi cho cô một phần quà. Ngoại ơi, ngoại ngoại xích ra đi ngoại. Chỗ thời điểm này bây giờ không có tập trung rồi, ngoại góc, ngoại lại góc bên kia giùm con. Dạ, đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Con sẽ gửi đến cô. Cũng mang ơn tấm lòng rồi, là nhờ có gạo mẹ con tôi ăn, với mang ơn chú Minh với cô. Dạ. Mang ơn hết. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ khoan, đợi con xíu. Con sẽ hỗ trợ cho cô một cái phần là để mua thịt hay là trứng. Dạ, thì đây là tấm lòng của anh Lộc, mạnh thường quân ở bên Mỹ. Con sẽ hỗ trợ cô một phần nha. Gia đình cảm ơn rất nhiều nghe, nhờ tôi. Dạ đây là tấm lòng của anh Lộc. Dạ. Cảm ơn. Dạ đó là tấm lòng của anh Lộc. Cảm ơn chú Lộc. Rồi, ăn chú cô. Dạ rồi. Rồi, con chào cô. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giao đến hoàn cảnh tiếp theo. Thì mình sẽ mời cả nhà ha, cùng với mình đi xuống khu vực chợ đêm phường 1. Nãy mình tính gửi cho ngoại dưới này rồi, nhưng mà tự nhiên là thêm 3 người chạy lại là thành ra tới 4 người, rồi mình Phát, rồi có bà xã mình nữa là 5 người, rất là đông luôn, thành ra là không có nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho mình, không có an toàn cho mình đó. Thì ra thôi mình quy định là mình di chuyển thôi, nên bây giờ mình đi lại đường này để xem ngoại nó còn hay không. Mình thì ai mình cũng muốn gửi hết á, nhưng mà có điều là không có an toàn là bắt buộc mình phải di chuyển thôi. Thời điểm này là cực kỳ là nhạy cảm luôn, là mình phải bảo vệ bản thân của mình thì mình mới có thể là gửi được cho nhiều hoàn cảnh hơn, đúng không cả nhà? Cả nhà đang ở khu vực đường Xóm Chài, phường 2. Đây là khu vực bờ kè nè cả nhà.
mình cũng mời cả nhà ha cùng theo với mình để cùng đón những ánh hoàng hôn phải không ạ? Đây là nó không có quá đậm màu nhưng mà buổi chiều cũng rất là đẹp cả nhà ha. Thì thành phố Vĩnh Long ngày hôm nay đã là ngày giãn cách thứ 8 rồi. Chỉ còn khoảng là 6 ngày nữa thôi. 7 ngày. Hy vọng là Vĩnh Long chúng ta và cũng như là những cái tỉnh lân cận sẽ khống chế được. Cái cá này cả nhà. Nhà xem. Những đoạn bờ kè đang được xây dựng nha cả nhà. Cái chiều nay đẹp thiệt. Đẹp quá cả nhà ha. Đây là cây sọt. Một trong những cái cây mà nó tán ở đây rất là dữ dội. Mọi người nhà thấy những xe dừa lưu động luôn. Mấy như vậy thì như là mình nhớ không lầm là 7-8 ngàn, 10 ngàn hay 12 ngàn gì đó. Quang cảnh tiếp theo của cô này là ở trong cái khu vực cũng là khá là không an toàn, đó là khu vực cầu Kinh Cục đó cả nhà. Thành ra thôi mình đã mời cô ấy ra khu vực chợ đêm để đảm bảo an toàn cho mình. Thì đối với khu vực cầu Kinh Cục là một cái khu vực mà cũng khá là phức tạp. Thành ra là mình không thể vô tận nhà để quay cho cả nhà xem được. Chú ơi, con gửi chú phần quà nha. Con gửi cho chú phần quà. Mấy gà ở nhà chú còn gạo ăn không? Không. Chú chở nổi không? Nổi hả? Cảm ơn nha. Dạ, đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Dạ, sẽ hỗ trợ cho chú. Dạ. Chú nhắn gửi gì với anh Tài, chị Bích không? Hả? Chú nghe được không? Không được. À, nghe không được. Dạ thôi, con gửi tặng cho chú thêm này là tấm lòng của anh Lộc nha. Để mình mua lương thực. Dạ. Rồi. Đừng có chạy lại mà xin như vậy. Rất là bất lịch sự thôi cả nhà. Thấy mình gửi tiền cho những hoàn cảnh khó khăn rồi bắt đầu xe tay xinh như vậy. Nhà đợi mình tí nha. Rồi, chị mời chị qua đây. Rồi, chào chị. Mấy ngày nghỉ bán vé số rồi chị làm công việc gì xích vô đây? Dạ. À chị, dạ. Mấy ngày nghỉ bán vé số rồi chị làm công việc gì? Ở nhà không à. Rồi mấy ngày là còn đồ ăn không? Tới 3 đứa lần hả? Đứa này đứa thứ mấy? Đứa Út. Đứa Út, còn hai đứa kia bao nhiêu tuổi rồi? Đứa học lớp 3, đứa học lớp 7. Dạ. Chị bị phổi giai đoạn cuối đó, chị không làm gì nặng lắm hết á. Chị bị nhiễm hả? Không phải, bị phổi. Phổi giai đoạn cuối hả? Dạ. Ờ. Vậy là chị bị bao lâu rồi? Bị được 3 năm. Vậy là cái thời điểm này là cực kỳ là nguy hiểm luôn á nha. Nó dễ bị nhiễm luôn lắm luôn. Dạ, mà không thì
Dạ. Giờ là hôm bữa nhận được phần quà là mừng lắm hả? Dạ. Rồi lúc đó là mấy mẹ con ăn được bao nhiêu ngày? Ăn được 2, 1 ngày gì đó. Dạ. Rồi bây giờ còn hạt gạo nữa không? Bây giờ thì còn tương với chao luôn. Rồi mấy ngày chị ăn bằng cách nào? Thì xin kế bên. Kế bên ta có cho không? Cho, lần lâu 2 lon gì đó. Rồi, vậy là rất là khó khăn như vậy luôn hả? Còn ông xã gì còn hay mất? Ông còn, mất là mất, nghỉ còn. Rồi bây giờ gia đình là hai vợ chồng với ba đứa con? Là chị hoàn toàn là... À. Rồi, không có trời ơi, quá là khó khăn luôn. Vậy thôi em sẽ hỗ trợ cho chị hai phần. Thì để cho chị lo cho ba đứa nhỏ cũng như là ông xã của mình nha chị ha. Bị phổi giai đoạn cuối rồi hả? Sao có trở lại thuốc của mình. Bây giờ chùa Tiền Đỏ người ta ngưng thuốc luôn rồi. Chị có thuốc uống chứ bây giờ chị biết làm sao nữa. Chị có chùa ở trên cầu Cái Cam đó, có cái chùa gì? Dạ. Bây giờ thì bây giờ em hỗ trợ cho chị nè, là cái đầu tiên á, là hai cái phần quà của anh Tài và chị Bích ha. Đây là tấm lòng của anh Tài chị Bích bên Mỹ cùng chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Hình như là chị cũng bán vé số đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mỗi ngày chị bán được nhiêu tờ? 70. Dạ. Rồi thì thôi, đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích hỗ trợ cho chị, thì em sẽ gửi cho chị hai phần để chị có thể ăn cùng gia đình ha, qua cái thời điểm mà hy vọng vé số bán lại, cũng như là cho chị đỡ cái phần nào về cái bệnh của mình. Dạ, đỡ lo. Dạ, chưa. Ở đây ha. Chị rồi cho phan chị đợi em tí đi. Cái đó là tấm lòng của anh Tài và chị Bích ha. Em sẽ gửi cho chị. Đây là tấm lòng của anh Lộc. Anh Lộc, sao chị không kêu ông xã chở chị đi hút thuốc? Chị chạy lên thử chùa ở trên cầu Cái Cam coi còn hay không. Trên đó thì em thấy cũng có hút thuốc nữa đó. Hoặc là ở trong máy ấm Long Thành á, ở trong trại giam năm 20 á. Cứ đi xem thử xem thế nào. Thì đây là tấm lòng của anh Lộc. Mạnh Thường Quân cũng ở bên Mỹ. Thì em cũng sẽ hỗ trợ cho chị. Đây là tấm lòng của anh ấy. Và hy vọng là với cái số tiền đó thì chị có thể là có chi phí để lo cho mấy đứa nhỏ. Cũng như là có thể mua thịt hay là cá hay là hùng vịt gì đó. Để mình ăn dài. Dạ, còn cái phần quà hôm nay thì với hai phần thì chị được tới 6 lon cá màu rồi, được 20 kg gạo, 60 bịch ngũ cốc. Thì em nghĩ cũng duy trì được cho chị và các bé trong một thời gian đó. Dạ. Dạ, chủ yếu là cảm ơn các nhà hảo tâm giùm em thôi. Em chỉ người giao giùm thôi. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi thôi chị qua xe đi rồi mà xã em sẽ đem qua cho. Ngoan, rồi về đi con. Dạ, đây em còn, để em ghim qua. Nghe chị ấy cũng chia sẻ. Bởi vì nhiều khi mình nhìn thấy chị ấy ốm mà không hiểu nguyên nhân, thì chị ấy bị bệnh phổi. Ung thư phổi giai đoạn thứ 3, thứ 4 gì rồi. Dạ rồi, chào chị nha. Rất là xót xa. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại phường 2 thôi nha cả nhà. Chị ấy mệt quá rồi nha, phải ngồi nghỉ chút xíu mới mới đạp về rồi. Nữ Vương nè cả nhà. Bây giờ là 17:19. Thời điểm này cũng là thời điểm mà tan ca đó cả nhà, của các cơ quan cũng như là xí nghiệp ở Vĩnh Long. Cả nhà thấy rồi.
tiếp tục dùng những cái phần hỗ trợ của anh Tài để đến bà con cái nhà ha. Cả nhà đợi mình chút xíu nha, mình sẽ vận chuyển những cái bao gạo ra để tiếp tục thôi. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đã xuống đường 3 tháng 2 rồi. Mình đã chở tiếp 5 phần tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi xuống đường Phạm Thái Bương để mình trao tiếp phần quà tiếp theo cho hoàn cảnh cô Mai 62 tuổi ở đường Phạm Thái Bường, phường 4. Cô ấy cũng ở ở trong đường quán cà phê Cội Xưa đó cả nhà. Cô ấy cũng nhắn tin cho mình thì mình sẽ giải quyết hết bà con, ngoại trừ là những bà con nào mà ở ngoài nó nằm ngoài ở cái chốt á thì mình sẽ sắp xếp mình gửi sau, nhưng mà mình sẽ gửi cho những bà con nào ở trong cái khu vực thành phố Vĩnh Long mà không có các chốt kiểm thì mình sẽ dễ hơn. Tại mình vận chuyển như vậy mà mình xuất trình giấy tờ nữa thì nó rất là tốn rất là nhiều thời gian phải không ạ? Thì mình sẽ ưu tiên cho bà con nào ở trong cái chỗ nào mà khu vực không có chốt kiểm soát thì mình sẽ gửi trước. Những khu vực xa hơn thì mình vẫn sẽ gửi thôi. Thì các anh chị em cô chú ở ngoài rìa thì vẫn thông cảm đợi giùm mình tí, mình sẽ không bỏ một ai hết, thành ra các anh chị cô chú cứ chờ đợi mình nha. Bây giờ mà mình khi mà mình nhờ bà con mà ra nhận á là mình nói là chỉ bà con chỉ đi ra một mình thôi, rồi sau đó mình gửi xong thì có thể là nhờ con cháu hay là những người quen gì đó. Cái nhà đợi mình tí mình nghe điện thoại chứ. Dạ rồi, chúng ta tiếp thôi cả nhà. Sẵn đây cho cả nhà coi xong ở chỗ cầu khu dân ba ha. Hay còn gọi là cầu Phạm Thái Bường nha. Rồi, chúng ta gửi đến cho hoàn cảnh tiếp theo thôi. Thank you.
Cô ơi. À. Cô lụm rác hả? Rồi chào cô, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ. À, mỗi ngày như vậy mình lụm như vậy thì là ai sẽ gửi tiền cho mình cô? Sớm. À, sớm hả? Vậy là mình không có làm cho bên nào hết. Dạ. Dạ. Rồi mỗi tháng gì mình được nhiêu? Có 750 à. Một tháng có 750 thôi. Tại vì cái khu này á, hai chị em mà một triệu rưỡi mà chia làm hai. Dạ. Vậy là có mấy trăm à? Vậy là mình cũng vất vả lắm phải không ạ? Mà thường là mấy giờ mình mới bắt đầu mình thu gom rác cô hả? Thì giờ này bắt đầu đi á. Là mình đi là tới mình gom rác mình đem về đâu? À tới khu vực bên đây. Dạ. Ở nhà mình khó khăn không cô? Ở trọ. À dạ thôi. Thì hôm nay ha, em cũng hỗ trợ cho chị một phần. Đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân ha. À, anh Tài và chị Bích để gửi cho mình. Có thể là chia sẻ của mình trong cái thời điểm mà khó khăn do dịch bệnh. Dạ. Thì đây là tấm lòng của anh Tài chị Bích. Mất không chị? Rồi chị nhắn gửi với anh Tài chị Bích không? Dạ, em cảm ơn anh Tài chị Bích. Dạ. Rồi mấy ngày mình ăn ở nhà thường thường là chị ăn món gì? Dạ. À. Thì thôi em cũng gửi cho chị thêm. Đây là tấm lòng của anh Lộc. Sẽ hỗ trợ cho chị để chị mua các nhu yếu phẩm nha. Đây là tấm lòng của anh Lộc. Dạ. Rồi chị lên lấy đồ lên em nha. Dạ rồi. Gom rác gì chứ được 750 ngàn một tháng thôi. Chị gái gửi cho tầm tiền tập quá. À, cái nhà đợi mình tí nha. Mình liên hệ. Với hoàn cảnh tiếp theo. Dạ rồi, cái nhà thì hoàn cảnh tiếp theo là của cô này. 62 tuổi, cô Mai. Rồi, chào cô Mai. À, được rồi, cô khỏi kéo. À, cô thường trước khi mà dịch thì cô làm công việc gì? Dọn dẹp nhà cửa với người ta. Rồi sao cô biết con có phát tấm lòng của các nhà hảo tâm vậy? Dạ, ngày hôm qua có cái cô cho đó. Cho ở sớm thấy vậy để hiện xin mấy chú cho. Dạ. Mà hoàn cảnh của mình có khó khăn không? Thì cũng khó khăn. Mình ở trọ dạ. Hay mình ở nhà của mình? Dạ, nhà. À, dạ. Dạ. Rồi thì thôi, hôm nay con thay mặt ha, anh Tài với chị Bích cũng sẽ gửi tặng cô một phần. Đây là tấm lòng của anh chị ấy gửi đến cô trong thời điểm mà cô mất việc do cái thời điểm mà. Dạ, anh Tài và chị Bích. Dạ. Cô mời cô nhận. Dạ chưa. Cô nhận đi rồi con sẽ gửi cô thêm. Rồi, thì sẵn đây con cũng gửi luôn cho cô là tấm lòng của anh Lộc. Cũng là bên Mỹ luôn, cũng là nhà hảo tâm bên Mỹ. Sẽ hỗ trợ cho cô một phần kinh phí để cô có thể là mua trứng hay mua thịt hay là mua cá gì đó để ăn cùng gia đình trong khoảng thời gian mà mình không có đi làm việc được cho những nhà khác á. Dạ. Cô nhắn gửi với anh Lộc không? Người giúp cho. Dạ, cảm ơn chú Lộc. Dạ. Cảm ơn mấy chú với đài đồ. Cảm ơn cho dạ. Tôi cái này cũng tấm lòng. Cảm ơn với cô với chú. Dạ, dạ. Rồi. Dạ. Chúc cô ngon miệng cùng gia đình ha. Dạ, dạ. Dạ rồi, chào cô. Dạ. Đúng là những người khó khăn thì rất là nhiều không cả nhà. Đây là một cô giúp việc nhà cho người khác. Đúng là mình rất là mới thấy lần đầu tiên. Ở cả nhà đợi mình tí nha. Mình liên hệ tới hoàn cảnh tiếp theo. Dạ rồi cả nhà ơi, thì hoàn cảnh tiếp theo là mình sẽ gửi cho cô này. Cô này cũng bán vé số hay bán vào ở khu vực siêu thị buổi sáng. Rồi. Chào cô. Mấy ngày thì trong thời điểm này thì cô trước đó thì cô nhận được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân nào ta? Con gửi cô lúc nào quên rồi ta? Gửi chị ở ngoài quán trường á. À, là lúc đó mình nhận được cái phần gì con quên rồi? Em cho chị được 300. À đúng rồi. Lúc đó thì cũng rất là mừng. Rồi bây giờ mình xài hết chưa? Mua đồ ăn với đầy đọ cho má đó. Dạ. Buổi sáng nè. Rồi mấy ngày. Chín mấy tuổi á. Dạ hết chưa?
còn mấy chục ngàn. Sáng mỗi bữa sáng đi mua đồ ăn cho bả. Rồi mấy ngày người ta không bán rồi lấy gì cô mua? Sáng sớm em đi ra chợ lớn mình có. À. Người ta bán bưng á. À, năm nay cô nhiêu tuổi không quên rồi hả? À, năm nay là 52 tuổi. Dạ rồi. Rồi thì thôi hôm nay con cũng biết về hoàn cảnh của mình. Là cũng đang bị ngưng cho thời điểm mà mua bán vé số á. Đó, thì con cũng gửi cho cô ha, với tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Dạ xin cảm ơn nhà tài trợ anh Tài và chị Bích đã giúp đỡ. Cô lên lại đi cô. Cô đứng phía sau xa ra giùm con. Đã giúp đỡ những lúc khó khăn này, xin thành thật cảm ơn. Dạ. Đâu rồi? Hy vọng thì với cái phần quà ngày hôm nay là chị cùng mẹ là có thể là ăn được trong một khoảng thời gian ha. Để chúng ta cùng chờ đợi mà bán vé số trở lại. Khoan, chưa. Rồi em sẽ gửi cho chị để đây là tấm lòng của anh Lộc, để cho chị có thể là mua những cái lương thực như là cá hay là thịt hay là hột vịt gì đó để cùng kho để ăn cùng với cơm ha, trong khoảng thời gian mà do dịch bệnh như vậy. Dạ, chị cảm ơn anh Lộc đi chứ hả? Dạ, cảm ơn anh Lộc gửi cho chị là 100 ngàn. Dạ, cảm ơn anh Lộc đã giúp đỡ cho 100 ngàn. Dạ rồi. Rồi, thôi chào chị, mình về đi. Rồi, cô qua đây. Con gửi cho. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô? Cô 68 tuổi rồi chứ mình. Dạ. Rồi, cô ở trong xóm đó hả? Dạ, ở gần nhà nó. Thấy nó đi đó rồi đi theo. Rồi, hôm bữa là cô nhận được sự ủng hộ của con là lúc nào ta? Cái gần nhất là con nhận được được gạo với quà đó. À dạ, vậy là cũng mười mấy ngày rồi. Dạ. Con ăn hết chưa? Dạ cũng còn ít. Dạ cũng còn ít phải không ạ? Dạ. Rồi thôi thì cũng nghe thấy mạnh thường quân phải không? Dạ. Dạ, mình lớn tuổi vậy mình có làm gì nổi không cô? Dạ, con đi tiểu đường, đi mình nhắc là nhắc. Dạ thì con thấy là mình đi khó khăn lắm đó. Đáng lẽ đẩy xe đạp chứ mà chạy theo nó sợ chú đi. Dạ rồi, thôi hôm nay con cũng thay mặt ha. Anh Tài và chị Bích sẽ gửi tặng cho cô một phần quà. Dạ. Đây là tấm lòng của anh chị ấy muốn hỗ trợ cho cô trong thời điểm mà khó khăn á, vì dịch bệnh. Thì con nghĩ là gia đình của mình cũng đang vất vả vì những cái công việc, thành ra là cơm áo gạo tiền cũng là một cái vấn đề của gia đình. Thì hôm nay thì cô nhận được vậy thì cô cảm giác như thế nào ạ? Cô cảm nhận như thế nào? Cảm nhận sung sướng quá nhờ mà cô Bích ở bển tài trợ qua đây. Dạ. Dạ, với anh Tài nữa. Dạ, dạ. Với anh Tài. Dạ. Trong lúc mà Covid-19. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chúng mình luôn. Dạ. Rồi kèm theo đó thì con cũng thay mặt anh Lộc ha. Dạ. Dạ, cũng là bên Mỹ luôn. Dạ. Cũng có một phần quà để gửi tặng cho cô. Để mua anh Lộc. Anh Lộc ở bên Mỹ đó. Dạ, để mình có thể mua thịt hay là hột vịt hay cá rồi đó. Dạ. Dạ. Rồi, gửi cho ngoại. Rồi ngoài còn một bọc. Dạ, bây giờ ngoài có thể nhờ ai đó đi. Dạ. Đừng có chạy ra như vậy em không có gửi đâu. Dạ rồi, cả nhà thì mình đang ở đường 2 tháng 9. Đó, thì mình gặp cô này cũng là một trong những người mua bán vé số thường xuyên ở thành phố Vĩnh Long. Rồi để mình gặp cô ấy. Dạ rồi, chào dì Phấn. Mấy ngày không có vé số rồi dì làm công việc gì? Dì lụm bột. Lụm bột. Rồi bây giờ mấy ngày mình lụm dây chai như vậy thì cũng đâu có ai mà thu mua đâu. Mới dựa đó rồi cô kia cô cho đưa tiền. Dạ. Mà mấy ngày là dựa dây chai là gần như là người ta không có còn mua nữa đó. Nhưng mà cái cô đó cô đưa tiền cho cảnh là. Dạ. Mua. Rồi hôm bữa con gửi cho dì 300 mà dì xài hết chưa? Mua thuốc uống rồi. À, mua thuốc hả? Còn mấy gà gì ở nhà rồi gì sống bằng cái con gì xin cơm ở sớm hơn. Xin cơm sớm hả? Con dạ. Xin cơm. Sao ra là sớm gì cũng khá là tốt ha. Dạ. Mới cho bán hàng gạo cho. Rồi thôi, hôm nay con cũng tranh thủ con sẽ gửi cho dì. Đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Dạ, cũng gửi quà cho dì ha, để chúng ta cũng cầm cự qua cái khoảng thời gian mà vé số đang ngừng bán. Đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Dạ. Cô nhận đi rồi con rồi cảm ơn sao cũng được. Dạ. Anh Tài và chị Bích. Mạnh thường quân anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn con và cảm ơn khổ con mừng lắm. Dạ. Rất là mừng phải không ạ? Để dưới còn mừng. Dạ. Dạ. Để dưới đi ạ. Dạ rồi thì thôi con cũng gửi cho cô luôn. Đây là tấm lòng của anh Lộc sẽ hỗ trợ cho cô để cô mua những cái đồ ăn thức ăn á.
để mình cũng gắng duy trì qua được trong thời điểm này. Đây là tấm lòng của anh Lộc. Cảm ơn mạnh thường quân chú Lộc dạ. Đã giúp đỡ 100.000 giờ mừng dữ lắm, dạ. Quý dữ lắm. Dạ. Cảm ơn, dạ. Cảm ơn hai con luôn. Dạ. Mừng lắm, dì bệnh hơi xỉn. Dạ. Rồi dạ. Thôi con không hỏi nhiều nữa để cho dì để dành thôi nha. Rồi thực hiện tiếp công việc lượm ve chai của mình. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Rồi thôi con chào dì nha. Bây giờ mình sẽ quay trở về phường 2 để mình lấy tiếp nha cả nhà. Rồi mình giao vô căn nhà tiếp tục. Dạ. Rồi thôi con chào dì. Dạ. Rồi cả nhà ơi, mình đã quay trở về lấy lần 3 rồi. Thì cũng tiếp tục là 5 phần. Thì nhiều quá thì mình không có thể nào mình chạy một tay. Thật ra là mình chạy một tay mà mình chở như vậy thì cũng rất là mỏi rồi. Tính 6 phần cho nó nhiều một tí nhưng mà nó lại rất là nặng. Cái cổ bẻ lái hơi khó. Thì đây là những cái phần quà còn lại rất là nhiều quá nhỉ ha. Rồi, cả nhà đợi mình tí. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với hoàn cảnh tiếp theo. Rồi, chào ngoại. Mấy ngày lâu quá rồi không gửi cho ngoại ha. Mấy ngày ngoại còn gạo ăn không? Còn mà ít. Dạ. Rồi thôi, hôm nay con cũng tranh thủ gửi cho ngoại luôn. Đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích nha. Gửi đến ngoại, hy vọng ngoại và gia đình có một cái đỡ được đi cái phần mà cơm áo gạo tiền ha, trong thời điểm mà dịch bệnh này. Ngoại nhắn gửi gì với anh Tài và chị Bích không? Ngoại cũng cảm ơn anh cậu Tài với cô Bích. Dạ. Bằng ăn phát đạt, có tiền có bạc nặng làm từ thiện nhiều. Dạ rồi, thì con cũng chỉ biết chúc ngoại sức khỏe thôi. Dạ. Rồi, đưa lên chảnh. Anh ơi, anh ghim bao gạo em. Rồi đây là cái phần quà còn nữa, con gửi cho ngoại. Rồi ngoại nhìn con cái ngoại. Khoan nha. Khoan, con sẽ gửi ngoại một phần này nữa. Thường nếu mà ngoại có tiền, ngoại sẽ làm gì? Trời ơi, ngoại nhiều lắm con. Dạ. Đau cái đầu dữ lắm. Dạ. Con nhớ ngoại hình như cũng 8 mấy rồi đúng không? 91. À 91. Trời ơi vậy sao ra ngoại rất là minh mẫn luôn á. Thì thôi con sẽ hỗ trợ cho ngoại. Đây là tấm lòng của anh Lộc. Dạ. Anh Lộc nha. Dạ. Mình thường quân bên Mỹ hỗ trợ cho ngoại để ngoại có thể mua thịt hay mua trứng gì đó. Dạ. Ngoại ăn hoặc là nếu mà độ tuổi của ngoại thì con nghĩ chắc ngoại uống thuốc. Dạ. Phải không ạ? Dạ, mua thuốc luôn. Dạ, ngoại nhắn gửi với anh Lộc không? Cảm ơn cậu Lộc này nhiều lắm. Làm phước giùm cho bà mang ơn lắm. Rồi thôi con chào ngoại nha. Rồi chúc ngoại sức khỏe. Dạ rồi, thì trong lúc mình đang gửi cho ngoại thì cũng có chú này nhìn thấy cũng khá là lớn tuổi. Chào chú, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Dạ, 68. Dạ, rồi là trước mà cái khi mà dịch bệnh xảy ra thì chú làm công việc gì? Tôi cũng đi mua ve chai, vợ tôi chết rồi. À, dạ. Rồi giờ chú sống với ai? Tôi sống mình một với hai con chó. Với hai con chó? Dạ, còn mấy ngày công việc của mình nó bị chững lại rồi chững chú? Lại tôi ăn cơm tiệm tôi thiếu quán sao lợi đó cả là 130.000 rồi. Trời ơi. Vậy hả? À, vậy là gạo nhà mình không có hay sao? Gạo không có chứ người ta cắt điện luôn rồi, người ta không có cho tôi xài nữa tại vì hai tháng tôi không có đóng. Trời ơi, một khó khăn quá vậy chú. Dạ, cắt bữa kia luôn. Dạ. Điện luôn. Giấy tờ cà quẹt xe cầm với dân công an, tôi mới năn nỉ công an cho đi. Công xe an này giữ tôi trên cầu vòng hết hồi. Ủa mà chú lên đó làm gì? Tôi đi ra ngoài này tôi đóng lời cho người ta. À. Đóng lời mượn tiền góp 1.2 triệu á. Trời ơi. Nói thiệt luôn, nhà mình cũng đi. Bởi vậy thấy cũng khó khăn quá, rồi thôi. Tôi đạo Thiên Chúa không ai cứu. Dạ, rồi thôi con gửi cho chú một phần nha. Đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Dạ. Đó, thì cũng gửi cho chú để hỗ trợ cho chú một cái phần gạo ha. Dạ. Với những cái phần lương thực để dạ, chú dạ. có thể ăn trong một cái thời gian. Dạ. Dạ. Chú. Cảm ơn anh Tài, anh gì nữa. Dạ, anh Tài và chị Bích. Anh Tài gì dạ. Rồi thì thôi con cũng hỗ trợ cho chú luôn. Dạ. Đây là tấm lòng của anh Lộc sẽ hỗ trợ cho chú là chi phí này là chú có thể là mua đồ ăn. Dạ. Dạ, hay là chú trả tiền dạ, ăn thiếu người ta đi. Đây là tấm lòng của anh Lộc. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh Lộc với anh nhiều lắm. Anh Tài và chị Bích dạ, là ba nhà hảo tâm ngày hôm nay dạ. đã giúp chú đó. Rồi dạ, cảm ơn. Rồi, thôi chào chú nha. Cái đó tôi cũng thiệt. Dạ rồi. Có gì thì cứ chia sẻ thẳng với con. Dạ, dạ. Dạ, con cảm thấy là hợp lý thì con sẽ giúp.
Dạ rồi cả nhà ơi, mình đang ở đường Mậu Thân, phường 3. Thì mình sẽ tiếp tục mình trao tấm lòng. Rồi chào anh. Dạ. Chắc là hôm bữa là anh cũng nhận được tin là có một người bạn của anh ở bên nước ngoài gửi về phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì hôm bữa anh ấy nhận rồi, hầu như hôm bữa anh đi công việc gì đúng không? Dạ, anh là anh Gấu. Gấu. À, chắc có lẽ là anh hơi đen hả? Thành ra là ngày xưa là cho mẹ đặt tên là vậy hả? Cho dễ nuôi đúng không ạ? Dạ. Thì hôm nay em cũng chia sẻ với anh là em thay mặt anh Nam ở bên Úc sẽ gửi tặng cho anh cái phần mà quà của anh Nam muốn gửi đến anh để cùng hỗ trợ cho anh trong cái thời điểm mà khó khăn vậy á. Dạ. Mấy gài việc làm của anh còn ổn định không? Làm la gai. Dạ. Mà mấy gài có khó khăn không anh? Khó khăn đó, cũng như nó nghỉ tới cái luôn đó. Dạ. Rồi anh nhắn gửi gì với anh Nam không? Người bạn đã hỗ trợ cho anh trong ngày hôm nay. Người bạn Nam thì cảm ơn Nam rất nhiều. Dạ. Rồi sau này có gì thì Nam về thì cảm ơn Nam. Dạ. Rồi, rồi thôi em chào anh Gấu nha. Rồi chúc anh sức khỏe. Dạ. Em ở phường mấy? Em phường 9. 9 hả? Dạ. Rồi, thôi em chào anh Gấu nha. Cảm ơn em. Rồi, chào. Rồi, mình sẽ liên hệ tiếp hoàn cảnh tiếp theo. Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, thì cô này cũng đang tìm kiếm một sự trợ giúp tiếp theo của nhà hảo tâm. Rồi con chào cô. Hôm bữa con có phát cho cô phần quà mà mình sử dụng hết chưa? Dạ hết rồi, cha nữa, cha bán nhà vậy? Dạ cha con trong này đã ở. Dạ rồi con nó thất nghiệp đó. Dạ. Dạ rồi tay chân nó tê, bị tiểu đường á, giò cẳng tê hết. Dạ. Cũng nhờ nhà tài trợ giúp đỡ cho tôi những món ca gạo cơm ăn, tôi cảm ơn rất nhiều nhà tài trợ. Dạ. Nhất là cảm ơn tài trợ, sau đó là cảm ơn nhờ có cậu Minh, mẫu Minh là tôi mới có gạo đồ ăn. Dạ. Dạ. Thì con nhớ như cô cũng 70 tuổi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là hoàn cảnh mình như thế nào? Khổ lắm, ở phải nuôi hai đứa cháu ngoại. Dạ. Chồng thì chạy xe ôm đi lấy vợ, lấy vợ anh ta rồi ra tò ly dị rồi. Trời, lâu chưa? Dạ cũng 2-3 năm rồi. Ủa vậy là cũng mới đây thôi? Dạ 2-3 năm rồi. Ủa vậy mình lấy lớn, mình lớn tuổi rồi, ông xã mình nhiêu tuổi? Cũng tuổi đó. Dạ. Dạ. Rồi ly dị chưa? Dạ xong hết rồi. Trời ơi, mình lớn tuổi mình ra ly dị rồi người ta có hỏi mình sao không cô? Dạ con ra rồi tò nhưng cái người đó không ra. À. Dạ có mình ra rồi tò nấy hơn thứ đó cho nó được rồi về sống mình đây. Dạ. Rồi đi xin ăn đồ này kia đó tò cũng phiền như lắm. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ hiện tại là công việc của cô là chạy xe ôm. Chạy xe ôm. À, nhưng mà thời điểm này làm gì có ai đâu mà ra đường đâu mà chạy. Không ai đi hết trơn á. Thành ra ngồi chỗ này kia đi xin á. Dạ. Rồi khi không có nữa. Dạ. Dạ. À, thôi thì hôm nay thì con cũng thay mặt anh Tài và chị Bích sẽ hỗ trợ cho cô một phần quà. Dạ. Đây tấm lòng của anh chị ấy muốn hỗ trợ cho bà con khó khăn. Có thể là đỡ được cái phần nào cơm áo gạo tiền. Dạ. Trong thời điểm mà dịch bệnh nó đang diễn ra hết sức phức tạp ở tại Vĩnh Long cũng như ở Việt Nam. Dạ. Thì cô nhắn gửi gì với dạ, hai nhà hảo tâm là anh Tài và chị Bích ngày hôm nay không? Dạ, con cảm ơn mà chú Bích và cô Tài. Anh Tài và chị Bích. Anh Tài. Dạ. Và chị Bích cảm ơn rất nhiều, nhờ vậy con có gạo ăn, cảm ơn lắm. Khổ. Dạ. Nhà cũng nghèo, khổ nhà có hộ cận nghèo. Dạ. Khổ dữ lắm. Dạ. Dạ. Rồi thì thôi thì con cũng thay mặt anh Tài chị Bích ha. Dạ. Cái đó là tấm lòng đầu tiên của anh Tài chị Bích gửi. Còn đây là tiếp theo cũng là cái tấm lòng của anh Lộc. Dạ. Cũng muốn hỗ trợ thêm cho. Dạ. Cô về cái kinh phí để cô có thể là mua thịt, mua hột vịt hay là mua cá gì đó. Đây là tấm lòng của anh Lộc. Dạ, cảm ơn rất là nhiều hai nhà tài trợ. Cảm ơn anh Lộc và chị Bích nhiều dữ lắm. Cảm. Dạ. Ơn đội ơn. Dạ. Tiền này đã để chơi là đi khám bệnh. Dạ. Dạ. Và còn anh Tài nữa đó. Dạ, anh Tài cảm. Dạ. Ơn nhiều. Là ba nhà hảo tâm. Dạ. Dạ rồi, sau đây con sẽ gửi cho cô. Dạ. Một bao gạo 10 kg. Cháu nó mận ngoài siêu thị đó, nó mận cà phê giờ thất nghiệp từ đúng đó rồi. Chứ thầy thì bây giờ cà phê cũng đã ngưng lại rồi. Mấy nhỏ nhà ăn toàn là nước tương được không à? Trời ơi, hôm bữa hỗ trợ cho cô một con ăn hết chưa? Dạ hết trơn luôn á, ăn nhà chỉ là có cơm không mà ăn cơm không à. Trời. Cần cơm nhiều dữ lắm. Dạ. Dạ. Rồi thôi dạ, con chào cô nha. Dạ cảm ơn mợ Minh và cậu Minh. Rồi. Dạ. Hy vọng là đây thì có thể là cô và gia đình cũng. Dạ. Ăn được trong 7-10 ngày tới. Dạ. Rồi thôi chào cô nha. Dạ. Dạ. Em chào chị. Anh Thường Quân. Dạ. Chị tên gì em quên rồi ha? Tên Hương. Chị Hương. Dạ. À. Trước lúc mà dịch xảy ra thì chị bán được nhiêu tờ ngày? Bán chưa, trước lúc dịch thì bán được 100 mấy. Dạ. 100 mấy có khi cũng được 180-200. Dạ. Mà qua tới gần dịch rồi mắc mưa rồi có khi ôm với số nữa. Dạ. Sao em thấy bà con khó khăn hay ở trong đường thì tuốt nó chậm đường cầu kinh quá vậy?
tước chậm chạy ra mệt, mệt lắm hả? Dạ, chạy ra đây mà mệt vừa mừng nữa. Dạ. Muốn khóc luôn. Là mấy ngày chị có nhận được sự hỗ trợ của mạnh thường quân nào không? Không, chị hôm hổm chị gặp con chị mừng, tại chị lo chị bán vé số và chị không có tụ tập, chị đi chị đi bán là cho nó có tiền á. Dạ đúng rồi. Chị không có tụ tập nên không gặp cân giống vậy chứ. Khi mà chị nhắn qua cho em là em gọi liền. Rồi, cảm ơn. Nhưng mà có điều em phải sắp em phải sắp xếp cho gửi tới bà con. Cảm ơn cạnh mạnh thường quân là thương cho tất cả những chị em khốn khổ bán vé số. Dạ. Dạ cầu chúc mạnh thường quân sức khỏe và gia đình sức khỏe và cầu mà mong cho em được mạnh giỏi. Dạ. Đặng em làm từ thiện em giúp dân người nghèo, nhờ có em ở đây là tụi chị mới đỡ khổ. Dạ. Bởi vì em cũng biết là bà con bây giờ là gần như là khó lắm. Phải không ạ? Dạ. Mấy ngày chị còn đồ ăn hay gạo hay gì nhà không? Còn mà ít thôi. Dạ. Rồi thì thôi hôm nay á thì những mạnh thường quân ở xa quê, những nhà hảo tâm ở xa quê cũng hướng về ở những bà con ở Việt Nam. Dạ. Nhưng mà nói chung thì ở Bình Long thì đối với em thì hôm nay em cũng thay mặt anh Tài và chị Bích sẽ hỗ trợ cho chị một phần quà. Dạ. Đó là 10 ký gạo ha. Và những cái nhu yếu phẩm như là cá mòi 3 hộp, bịch ngũ cốc 30 gói, 2 chai nước tương. Dạ. Đó là tấm lòng của anh Tài, chị Bích cùng hỗ trợ cho chị để có thể là chị gán để chờ đợi để vượt qua cái thời điểm ngưng vé số như vậy. Rồi chị cảm ơn anh Tài với chị Bích nhiều lắm. Dạ, cầu chúc gia đình anh Tài chị Bích được dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn mình luôn. Dạ, cái đó là cái phần quà đầu tiên. Còn cái phần quà thứ hai là em sẽ thay mặt anh Lộc, mạnh thường quân cũng là nhà hảo tâm ở bên Mỹ, sẽ hỗ trợ cho chị 100.000 để chị có thể là mua thịt cá hay là trứng gì đó để chúng ta có thể là ăn. Cảm ơn anh Lộc nhiều, anh Lộc. Dạ, cầu chúc cho anh với gia đình được giàu giàu sức khỏe. Dạ, anh Lộc. Dạ, cho món ăn chúng ta có thể là đa dạng hơn. Dạ, giờ chị sống với ai? Giờ sống ông xã ông cũng thất nghiệp nè em ơi. Dạ rồi thôi chị nhận giúp em ha. Cảm ơn cưng nhiều nha anh. Dạ, cảm ơn em nha cưng. Dạ. Quý lắm hả chị hả? Dữ lắm, trời ơi mừng lắm. Bây giờ cho nó thiệt, giờ một ký gạo cũng cảm ơn nữa. Dạ, rất là quý thời điểm này. Một ký gạo cũng cảm ơn luôn. Mấy ngày chị có thấy ai cho gì không? Dạ chưa. Dạ, xong chị không có liên hệ với những người nào mà người ta. Tại vì mình nói chung mình cũng ngại nữa. Nhưng mà tại cưng xin số điện thoại chị đó. Dạ đúng. Nói chung vậy đi. Dạ rồi, vậy thôi em chào chị nha. Rồi, hy vọng là từ 7 tới 10 ngày tới sẽ trở lại bình thường. Rồi. Cảm ơn, chào vậy mừng lắm, đang đi bán có tiền được. Dạ rồi, rồi thôi em chào chị. Dạ chị về đi. Dạ rồi. Dạ đúng rồi, nó hơi khó đi. Dạ được không? Chắc được mà. Dạ. Gạo nó cũng ít có gớt lắm. Chị ấy cũng năm mấy tuổi đó cả nhà. Rồi, cả nhà đợi mình điện tới hoàn cảnh tiếp theo. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đã quay lại trở lại lấy lần thứ tư rồi. Lần này thì mình lấy 4 bao thôi, tại nãy mình còn 1 bao. Thì bây giờ mình sẽ giao tới hoàn cảnh tiếp theo là như là chú Thái 72 tuổi ở khu vực lũ phường 8 đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà ha cùng đi với mình lên khu vực lũ phường 8. Sẵn đây thì mình cũng muốn chia sẻ với nhà về hoàn cảnh buổi tối ở tại thành phố Vĩnh Long trong ngày giãn cách thứ 8. Thật ra thì khi mà mình nói cái từ như vậy đó, mình cũng rất là buồn. Không biết bao giờ thì mới trở lại bình thường được đấy. Cái nhà thấy không? Bây giờ hai cửa hàng bánh là không được bán nữa rồi luôn. Hai chỗ quán bánh là không còn được bán luôn. Bây giờ gần như là tất cả là những cửa hàng cái nhà thấy tắt đèn tắt thui hết trơn luôn á. Đầu đường này sáng là còn do là đèn đường với những cái bảng quảng cáo như này cả nhà. Quá buồn. Thì cũng chia sẻ với cả nhà luôn, vào ngày mai thì mình sẽ xuống thị trấn Tam Bình để mình sẽ quay chia sẻ với cả nhà về một cái ngôi chợ, đó là ngôi chợ không đồng sẽ được diễn ra ở dưới thị trấn ấy. Thì mình cũng có những cái tờ giấy để mình có thể là mình đi qua được cái chốt để mình có thể sau khi quay mình có thể trở về Vĩnh Long để tiếp tục cái việc chia sẻ về những cái việc thiện nguyện trong cái thời điểm mà dịch bệnh đang hoành hành rất là dữ dội ở tại Việt Nam nói chung và ở Vĩnh Long nói riêng.
thì mình thấy những cái khu chợ mà dạng là khu chợ không đồng đó cả nhà, mà được tổ chức hay là nhân rộng ở những cái huyện á, thì mình rất là ủng hộ luôn. Đó lý do tại sao mà mình quyết định là mình đi xuống ấy để mình quay chia sẻ với cả nhà và cho nhiều các anh chị em nhà hảo tâm trong và ngoài nước được biết tới về cái ngôi chợ ấy, để có thể là cùng chung tay. Nếu mà ai ở gần cái khu vực ấy thì có thể là gửi về những cái gì mà mình đang có, đang dư cho những người mà đang cần và đang thiếu, phải không ạ? Đó lý do tại sao mà ngày mai sáng sớm mình sẽ quyết định đi xuống thị trấn Tam Bình cả nhà ha. Trên đường thì mình thấy hoàn cảnh nào khó khăn là mình sẽ giúp luôn cả nhà ha, mình gửi luôn với tấm lòng của các nhà hảo tâm. Mình thấy chú ấy lục những cái thùng rác đó cả nhà. Cô. Dạ rồi, con chào cô. Dạ. Cô có gặp con bao giờ chưa? Có gặp 2-3 bữa rồi cậu. À, hôm bữa là cô gặp con. À, 2 bữa trước, hình như là con nhớ là cô là gặp 2-3 bữa nay. À, vậy là hôm bữa con có gửi cho con 20 kg gạo đúng không? À. Một bọc. Dạ. Là 10 kg gạo. Dạ. Với gì ạ? Với sữa. Sữa. Ngũ cốc. À, với ngũ cốc. Với nước tương. Dạ. Cá mồi. Dạ. Vậy là cô mới nhận đây. Dạ, mới nhận mấy bữa nay. Dạ, cô nhớ cô nhận con mấy ngày không? Nhưng mà giờ có ăn hết chưa? Chưa. Còn nhiều không? Dạ, còn. Dạ, cũng còn phải không ạ? Dạ. Và nếu mà hôm nay con gửi nữa thì con nhận không? Chứ con thấy cô lụm ve chai như vậy thì con biết là mình cũng đang rất là khó khăn. Dạ. Dạ. Ở đây con thấy cô có rau muống nữa hả? Dạ. Đây rau muống. Mấy ngày cô bán có giá không? Dạ bán có được 5.000, 7.000 vậy cậu ơi. Vậy là có giá hơn hồi trước không cô? Theo cô như là con hái ra muốn giờ bán có giá hơn ngày trước không? Dạ bán cũng bình thường à. Dạ. Không có bán cao lên. Dạ. Rồi thì thôi thì bây giờ nếu con gửi con một phần nữa con nhận không? Hay là con muốn nhường cho người khác? Dạ tôi cũng khó khăn quá cậu ơi. Dạ vậy là nhận đúng không? Bây giờ con nhận nhận thì con gửi. Sáng thì bán bậy bạ, dạ. Đi lượm ve chai vậy. Dạ. Bữa thì nào mệt quá thì hưng ở nhà. Dạ, nói chung thì con biết mình cũng khó khăn thành ra mình mới làm nhiều cái công việc như vậy, vừa lượm ve chai mà vừa bán rau, vừa hái rau như vậy. Năm nay con nhiêu tuổi con quên rồi? Dạ 65 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ nếu con gửi con nhận không? Dạ, cậu có lòng cho thì thì nhận đúng không ạ? Rồi thôi con cũng hỗ trợ cho con một phần. Dạ. Dạ. Thì con cũng biết mình gặp nó là cái duyên, mà gặp nhau lần thứ hai là càng khó hơn. Dạ, thì đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích gửi đến cô ha.
để mình cùng gắng mình vượt qua cái thời điểm mà khó khăn như vậy. Tại vì cái thời điểm như vậy thì nó sẽ còn chắc là cũng khá là lâu. Dạ, thành ra là cũng sẽ vất vả cho cô rất là nhiều. Không chợ thì cũng vắng lắm mà không dám nghỉ. Dạ. Nghỉ rồi mỗi ngày đâu có tiền để mua ăn. Dạ. Cô bỏ mối hay là cô ngồi bán luôn? Ngồi bán lẻ là giao nhầm lúc ta mua ta bán lại đó cậu. Dạ. Ta mua ta bán lại được có 3-4 ngàn hả? Dạ. Rồi, thôi con chào cô nha. Ở đâu? À dạ cũng là bên Mỹ. À còn đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Dạ, dạ. Cũng là bên Mỹ luôn. Dạ dạ. Dạ. Cô nhắn gửi với anh Tài chị Bích không? Chị giúp đỡ cho tôi, nói giúp đỡ cho tôi á thì cảm ơn nhiều á. Dạ. Rồi thôi con chào con. Tôi cũng chữ nghĩa ít quá thành ra lời ăn tiếng nói không có nhiều. Dạ không sao. Dạ, dạ. Nói chung là mình cũng có lòng là được rồi. Còn gì làm công việc gì? Gì cũng đi ba bán số rồi đi đụng với cha với bà nè. Sao con ít có thấy gì trên đường quá vậy? Trời ơi, con chị thấy con hoài luôn á, mà hôm nay mỗi lần chị thấy rồi, chị yêu con sao? Thì từ đó giờ thì dì là con chưa có giúp đó. Ừ, năm nay dì nhiêu tuổi rồi? 55 con. Dạ. Rồi công việc của dì là thường ngày là làm công việc gì? Đi gánh nhà cha lông vịt. Kéo lên, kéo không trang mình con. Dạ rồi, bây giờ rồi con mời ngoại ha. Dạ. Dạ cô đi chưa hay là cô muốn nghe chia sẻ của chị này? Dạ, đi về tối mà. Dạ rồi, dạ rồi. Cô đứng đó đi. Mừng còn hơn là mừng má trời đi. Đỡ chứ. Cái nữa mừng dữ lắm đó chứ. Cũng như là người bạn thứ hai á. Trời ơi đâu mà dữ vậy. Cô nói thiệt luôn á. Rồi thôi cô theo vô sát lại đi cô. Cô vô sát lại. Cô ở gần quán cơm chai á. Rồi. Chai cô Âu Lạc á. Dạ. Thì thôi thì nãy giờ cô đi đâu đường này mà gặp con vậy? Trời ơi, cô đi kiếm ve chai cô lụm mà không có, rồi trên đường ve chai bây giờ quả chăng phải lục thùng rác mới có chứ mà lụm ngoài trên đường này khó lắm. Cảm ơn cô gái này luôn nha. Dạ rồi thôi con chào cô nha. Cho được mừng lắm. Dạ rồi thì thôi thì thấy cô cũng khó khăn thì hôm nay con thay mặt anh Tài chị Bích sẽ gửi tặng cho cô một phần. Đây là tấm lòng của anh Tài chị Bích. Cô nhắn gửi gì với anh Tài chị Bích? Em cảm ơn anh Tài với chú Bích nhiều, thiệt là nhiều, cũng như là người mà mẹ thứ hai của em á. Dạ, trời ơi, dữ vậy. Cảm ơn dữ lắm. Dạ rồi, rồi thôi gửi cho cô một phần. Với em bé này là tên gì? Dạ, kệ, khó biết tên. Chỉ cần biết tên con, biết tên mạnh đó. Nhà hảo tâm là được rồi. Cảm ơn thiệt là nhiều luôn, luôn. Dạ chị rồi. Chị với Bích với anh Tài ơi. Dạ rồi, rồi chào cô. Chị giờ ấm con cho cô được chục trứng hột gà ở ngoài. Ờ, cũng hơi lâu rồi. Dạ rồi. Dạ, tại vì bây giờ mà những cái nhà hảo tâm mà phát thì rất ít. Gần như là Vĩnh Long bây giờ là ai cũng nó thẳng ra là bây giờ ai cũng nghĩ về mình và gia đình trước. Thành ra là ít ai mà chịu có thể bỏ ra chi phí. Dạ. Con cho tên gì? Dạ con hả? Dạ. Con hay là cái người gửi? Cậu á. Con tên Minh. Dạ. Cảm ơn nhiều nha bé Minh. Rồi. Chào cô. Con nha. Con phường 9 nè. Con cũng gần đây lắm. Dạ. Dạ rồi con chào cô nha. À cô ở khác dạ, cô quán cơm các bạn á. Rồi. Thiếu gì? Đưa ai? Nãy nói năm mà. Mỗi giờ có mới có 4 mà. Mình phải về mình lấy thêm nữa nha cả nhà. Giờ mình lấy thêm một phần quà thì tại nãy mẹ vợ mình bỏ vào thiếu hết phần rồi. Thank you.
xem đây là một chốt ở ngay chỗ phường 8 nha cả nhà. Mình sẽ đi vào khu vực lũ thôi. Rồi chị ơi, chị làm ve chai hả? Dạ. À dạ, lại đây em gửi cho chị phần quà nha. Dạ. Nay chị nhiêu tuổi rồi? Dạ, 49. 49, dạ. Từ đó giờ chị có nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm nào chưa? Dạ, không có. Chưa từng luôn hả? Rồi trước khi mà dịch xảy ra thì chị làm công việc gì? Ở nhà, hồi đó thì hai chồng đi làm hồ. Còn hai, bây giờ? Làm đó. Dạ. À, còn bây giờ? Giờ đi làm ve chai vậy. Dạ, còn mà mấy ngày cái cơ sở ve chai còn hoạt động không? Rồi lượm để đó thôi. Lượm để đó chứ không dám ra đường. À. Rồi thôi hôm nay em sẽ thay mặt anh Tài và chị Bích. Dạ. Sẽ hỗ trợ cho chị một phần quà để cùng chia sẻ với chị cái hoàn cảnh mà khó khăn do cái thời điểm mà dịch bệnh như vậy. Dạ. Là Vĩnh Long. Chị nhắn gửi với anh Tài chị Bích không? À, em cũng khổ, em mới đi lượm chai vậy. Dạ. À, em cảm ơn anh chị với cộng đồng của tỉnh Vĩnh Long mình. Dạ. Dạ. Rồi. Đợi cho những ngày dịch bệnh cuối tháng. Dạ. Đó là tấm lòng của anh Tài chị Bích. Rồi em cũng muốn hỗ trợ cho chị thêm. Ta có là tấm lòng của anh Lộc cũng là bên Mỹ luôn. Đó, thì đây là cái phần kinh phí để chị có thể là mua những cái lương thực thực phẩm như là thịt, trứng hay là cá gì đó. Dạ. À, để... Cảm ơn anh chị nhiều. Dạ, đây là tấm lòng của anh Lộc. Dạ dạ. Dạ. Chị nhắn gửi với anh Lộc không? Anh Lộc ở đây ha. Anh Lộc là gửi chị 100 ngàn dạ, đó. Dạ. Em xin cảm ơn anh Lộc. Dạ. Những cái ngày tháng, những cái ngày mà dịch bệnh nè, tụi em khổ, tụi em mới làm đi chơi. Dạ, rất là đáng quý phải không ạ? À? Dạ. Dạ. Khi mà chúng ta nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong thời điểm này. Dạ. Rồi, thôi em gửi cho chị nha. Đây một phần quà của chị là một bao gạo 10kg. Dạ. Và các nhu yếu phẩm như là cá mồi. Đó. Dạ rồi. Dạ. Anh làm công việc gì? Anh với số hả? Dạ. Nhà anh ở phường mấy? Dạ, nhà em ở phường 3. Thường anh bán khu vực nào? Dạ, bán ở vòng vòng chợ cầu vòng của mình. Cầu vòng phường 8. Mỗi ngày anh bán nhiêu tờ? Dạ, ngày có 100. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 30. Sao anh không lựa cái công việc nào khác mà anh quyết định lựa công việc bán vé số vậy? Dạ, tại cái công việc bán vé số nó nhẹ, tại em bị bệnh đó. Bị bệnh? Anh bị vấn đề gì? Dạ, bị tim á. Tim là làm nặng không nổi. À. Rồi thì thôi cũng hỗ trợ cho một phần nha. Đây là tấm lòng của anh Tài và chị Bích. Hỗ trợ để anh cùng gia đình ha.
có thể ăn để vượt qua cái thời điểm mà khó khăn do nghỉ bán như vậy. Rồi thì em thay mặt anh ấy, anh chị ấy sẽ gửi tặng cho anh một phần. Anh nhắn gửi gì với anh Tài Chi Bích không? Dạ, em cũng cảm ơn anh Tài với Chi Bích ủng hộ em trong cái cảnh dịch này. Dạ. Dạ. Rồi đây còn một phần nữa, anh nhận giúp em. Rồi, anh nhận giúp em. Rồi, thôi chào anh nha. Anh cho em hỏi nhà trẻ phường 8 là ở đâu vậy anh? Nhà trẻ mầm non á, mầm non 8. Đi đường này anh. Quẹo trái. Rồi, cảm ơn anh. Anh cho em hỏi trường mầm non phường 8 ở đâu vậy anh? À, cảm ơn anh. À, đây là trường mầm non 8 này cả nhà. Thì hoàn cảnh tiếp theo đâu ngoài gì cả nhà, đợi mình tí nha.
Dạ rồi cả nhà, chúng ta sẽ đi tới thôi. Cái chỗ ngã tư này chúng ta sẽ quay trái. Đây mình cũng thấy có một cô đang lụm cái chai. Cô rồi rồi, cô đứng đó đợi em con xíu. Cô ơi, cô lụm cái chai hả? Mấy gài lụm cái chai mình bán được không cô? Vô là mình lụm mình để dành hả? Dạ dạ, thôi cô ra đây đi, con gửi tặng cho cô phần quà. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 61. Dạ. Mà cái công việc này có phải là công việc thường ngày của cô không? Thì lụm vải kiếm tiền mua gạo ăn. Dạ. Đó. Rồi từ đó giờ là mình có nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm nào chưa cô? Chưa. Chưa từng luôn. Dạ, là cô lụm chỉ ở trong khu vườn cũ nhà thôi ha. Khu vườn cũ này không à? Dạ. Thì từ đó giờ cũng chưa gặp cô. Thì hôm nay ha, con cũng chia sẻ với cô luôn là con thay mặt hai nhà hảo tâm, đó là anh Tài và chị Bích ở bên Mỹ á, sẽ có chút quà gửi tặng cho cô để nhằm hỗ trợ cho cô đỡ được cái phần cơm áo gạo tiền trong thời điểm mà dịch bệnh như vậy nè. Thì công việc của cô thì chắc con nghĩ là cô cũng chưa bán được đâu. Chưa. Dạ, tại những cái dựa dây chai chắc cũng nghỉ hết rồi. Tối rồi mình đi lượm vòng vòng cái để dành. Để dành ha. Dạ, thường thường là bao nhiêu ngày cô bán một lần? Cả nửa tháng hơn nữa. Nửa tháng cô bán được bao nhiêu? Chừng vài trăm ngàn à. Được 300 không? Giờ làm ngày có là 20 ngàn thôi. Dạ, coi như là lụm cũng phải dữ dội lắm mới được 20 ngàn. Đâu có nổi nữa, dạ. Phải ăn cái sao, dạ. Bệnh đó, tùm lum nữa. Dạ, rồi thì thôi hôm nay con thay mặt á, anh Tài chị Bích sẽ gửi cô một phần quà bao gồm là 10 kg gạo, 3 hũ cá mồi, 1 bịch ngũ cốc 30 gói và 2 chai nước tương. 2 chai nước tương là tấm lòng của tàu du lịch bé vợ. Thì cô cảm nhận như thế nào về cái phần quà ngày hôm nay mà mình được nhận? Cũng rất cảm ơn, vậy là mình cũng rất mừng cho lắm luôn. Dạ. Chứ giờ làm ăn cũng khó khăn quá mà. Dạ. Vậy là cũng rất là đáng quý trong thời điểm hiện nay phải không ạ? Đáng quý trong thời điểm mình bị dịch nè. Dạ. Rồi thì cũng chia sẻ với cô luôn là con cũng sẽ thay mặt anh Lộc, Mạnh Thường Quân cũng là nhà hảo tâm bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho cô một phần chi phí để cô có thể là mua những cái thịt, trứng hay là cá gì đó để mình ăn kèm cùng gia đình. Đó là tấm lòng của anh Lộc. Vậy là cô rất cảm ơn. Dạ. Vậy là mừng dữ lắm luôn đó. Dạ rồi, rất là mừng phải không ạ? Rồi bây giờ cô lại, cô để bao gạo lên giùm con cái. Để lại với đi ta. Rồi. Rồi, rồi con chào cô nha. Dạ, mời cô tiếp tục công việc. Dạ rồi. Rồi, hai đứa bé gái luôn. Có vô hẻm không con? À, ngay đây luôn phải không ạ? À? Dạ. Hello, hai con. Không mà đi ra đón ha. Rồi, chào ngoại. Rồi chào hai ngoại. Vậy là từ đó giờ hình như là hai ngoại chưa có nhận được sự ủng hộ của mình trong nhà hảo tâm nào phải không ạ? Chưa. Dạ, con nhìn thấy rất là lạ luôn. Hai ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi, ông dạ. Này 72 tuổi, ông nói chuyện. Dạ, vậy là ngoại từ đó, vậy hai đứa nhỏ này kêu bằng ông bà ngoại. Dạ, bà ngoại phải không ạ? Dạ. Vậy là cô là con của vậy là hai bé này con của chị. Dạ. Dạ rồi, thì hoàn cảnh của mình thì bây giờ là mình sống bằng cách nào chị? Bán vé số. Là mình bán hết gia đình hay là ai bán? Em đi làm trong kỹ sư mà em nghỉ cũng rất là đang bệnh dịch em nghỉ. Chị tự động nghỉ luôn? Dạ, tự động xin nghỉ trước 2 tháng rồi. Ủa vậy là nghỉ trước luôn hả? Dạ, nghỉ trước rồi đến vùng chuyên này rồi. Sao chị biết trước mà chị xin nghỉ hay vậy? Con quá hay bệnh áp lực quá rồi con nó bệnh hoài đó. Nó không có cho đi tới đi lui á rồi nghỉ xin phép nghỉ hoài á. Rồi xin nghỉ luôn. Xin nghỉ luôn, chiếc đơn xin nghỉ. Rồi trước khi mà chị nghỉ thì chị làm bao nhiêu tiền một tháng? Dạ, có 2 triệu mấy, 3 triệu một tháng. Sao thấp vậy? Chị làm bên khâu gì? Em bên gia công, thủ công.
À, rồi mà 2-3 triệu vậy rồi sao nuôi được hai đứa nhỏ với ông bà ngoại đây? Ông ngoại bán số đi. Bán số luôn. Vậy là ông bà ngoại là cùng bán hai người luôn hay chỉ có một người bán thôi? Dạ. Hai người nhưng mà đi hai xe hay là một? Này tôi đi bộ đi qua bên vùng ba. Dạ. Tôi đẩy ra tới chợ vòng 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 đó miếng hết bữa nào tôi hết tôi đẩy vòng vòng. Ờ, vậy là hoàn cảnh của mình cũng khá là khó khăn. Hai ngoại bán vé số lâu chưa? Lâu lắm rồi. Dạ. Từ đó giờ hai ngoại chưa có nhận được sự ủng hộ của nhà hảo tâm này luôn. Chưa. Dạ, rồi sao biết con mà để nhắn gửi vậy? Người ta thấy anh phát quà. Dạ đúng rồi, nhưng mà làm sao chị biết? Em thấy em nhắn tin anh quá. Chị xem trên điện thoại hay là xem đâu? À. Rồi mới nhắn tin. À. Dạ, đó thì em có chia sẻ đó là những hoàn cảnh khó khăn cứ việc nhắn tin cho em, dạ. Sau đó em sẽ sắp xếp và em sẽ lên em hỗ trợ. Thì hôm nay em sẽ thay mặt ha, em gửi cho gia đình luôn là hai phần. Dạ. Tại vì thời điểm hiện nay thì thật sự là em nhìn thấy hoàn cảnh gia đình của mình thì cũng khá là khó khăn với nhiều người mà ăn nhưng mà lại thiếu cái khẩu phần như vậy trong thời điểm này. Thì hôm nay em sẽ thay mặt anh Tài ha. Và chị Bích sẽ gửi tặng cho chị và hai ngoại. Và những cái phần quà sẽ là 22 phần quà cộng lại là 20 kg gạo, 6 hũ cá mồi, 60 bịch ngũ cốc và 4 chai nước tương. Dạ, thì ngoại cảm thấy về cái phần quà này như thế nào ạ? Dạ, cũng cảm ơn lắm mà nhà hảo tâm là nhà bữa khó khăn mà được chị cũng không dài ăn tàn nước tương không à. Trời ơi, vậy không ạ? Dạ, nước tương mà đâu có tiền đi. Còn một ăn nước tương không? Nước tương không? Trời ơi. Đâu bán số còn, dạ, còn hai đứa nhỏ ăn cũng ăn vậy luôn. Hai đứa nhỏ này thích ăn nước tương lắm mà. Dạ, là chỉ có ăn như vậy thôi. Vậy dạ. Rồi thì giờ phải xin cơm từ thiện, phải xin cơm từ thiện nữa. Dạ. Nhưng mà thời điểm này bây giờ ngoài có xin được có ai phát từ thiện gì cơm không? Không. Rất là khó đúng không? Mà không dám đi ra ngoài luôn. Dạ. Con nghĩ là bây giờ rồi mình có nhiều cá mồi rồi mình có ngũ cốc rồi nữa. Có sách cho cô có. Dạ. Cảm ơn nha con gái. Dạ nặng quá vậy. Dạ. Dạ, cái này hơi nặng nha. Dạ. Con nghĩ theo chị thì 20 kg gạo thì gia đình mình ăn được bao nhiêu ngày? Dạ, ăn chống được qua dịch nè. Dạ. Không có, tại vì một ngày ăn có mà 4 lon. Dạ. Không hết nữa. 4 lon là được hơn 1 kg không ngoại? 1 kg, 4 lon là 1 kg. Dạ, 4 lon là 1 kg. Dạ. Vậy này cũng khoảng được trên dưới nửa tháng. Dạ. Dạ. Thì ngoại cảm nhận như ngoại có nhắn gửi gì với anh Tài gì chị Bích không? Dạ, hai nhà hảo tâm ngày hôm nay mà cô với chú mà có hảo tâm giúp vậy vợ chồng tôi rất cảm ơn. Dạ. Dạ, bị bán số hàng ngày mà không dài nghỉ rồi thành ra không có tiền mà đi chợ búa gì hết. Dạ. Dạ, dạ cũng rất cảm ơn. Rất là quý phải không mày hả? Dạ quý dữ lắm. Dạ. Mừng nữa. Dạ. Nghe nói tự giờ đón hoài đến Mỹ luôn. Dạ. Tại vì trên đoạn đường con chạy lên thì dạ, con gặp ai khó khăn thì con cũng gửi luôn. Dạ. Đó là như vậy. Dạ. Rồi thì đó là tấm lòng của anh Tài vì chị Bích. Dạ. Dạ. Nhưng mà riêng mà anh Lộc Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài cũng có sẽ hỗ trợ cho ngoại và chị ha, hai ngoại đây thì con cũng thay mặt anh Lộc để hỗ trợ cho ngoại. Hai ngoại đây là 200 ngàn. Dạ. Thì hy vọng với cái số tiền này ngoại có thể là mua được hột gà, hột vịt gì đó. Dạ, dạ, để kho với thịt, một ít thịt hoặc là vài con cá. Dạ. Để có thể là gia tăng thêm cái khẩu phần ăn của gia đình mình. Dạ, dạ. Mà nhắn gửi gì với anh Lộc không? Dạ, cảm ơn chú lắm nghe chú Lộc. Dạ. Dạ, cho hai trăm này tôi mời chú lắm, tôi muốn dạ khóc. Quý lắm phải không ngoại? Dạ, quý lắm. Dạ. Tại vì thường ngày hai chồng bán đâu có nhiều. Dạ. Dạ, đi bán đâu là được. Dò cắn nhất nữa đi không nổi, ông này thì không nói chuyện. Dạ. Đó, nên tôi đi kế bên đừng có hát con. Dạ. Hết cháy rồi. Đừng bấm của chú. Rồi đừng có bấm nha. Dạ, để cho ngoại dạ nói chuyện. Rất là cảm ơn dạ chú Lộc. Dạ. Đúng rồi. Mừng dữ lắm luôn. Dạ. Rất là quý không hai dạ ngoại ha. Quý dữ lắm luôn. Dạ. Cứ khi ngoại xin tiền có bánh không có tiền cho đó. Dạ. Bởi vậy cũng xót xa không ngoại ha. Chỉ có hai bé gái thôi ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ gia đình mình có thể ngồi trên đây cho em chụp tấm hình để kỷ niệm mà. Rồi lên ngồi đi con. Con lên ngồi với ngoại lên đi con. Lên đứng với mẹ. Rồi nhìn con nha, 1, 2. Rồi quá đẹp. Rồi thôi con chào gia đình nha. Dạ, dạ. Nếu mà sau khoảng thời gian về sau mà con có nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm á, mà vẫn chưa có cái công việc mà vẫn chưa có quay trở lại được bình thường á, thì con sẽ ghé thăm nhà một lần nữa. Dạ, dạ. Lần nữa thì con chúc hai ngoại sức khỏe ha. Và chị cũng sức khỏe luôn. Dạ rồi. Sự ủng hộ các nhà hảo tâm nhiều hơn.
Dạ, rồi cảm ơn chị. Rồi con chào hai ngoại nha. Dạ. Dạ. Đúng là rất là khó khăn đó nha. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là mình đã trao xong tấm lòng của anh Tài, chị Bích và anh Lộc với tàu du lịch Bé Phở trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi chúc gia đình ngủ ngon nha. Dạ. Chào tạm biệt gia đình. Dạ, chào. Dạ. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai. Bây giờ mình quay trở về thôi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon ạ. Chào tạm biệt cả nhà. Dạ rồi cả nhà ơi, thì tiếp theo đây là những cái hoàn cảnh mà dưới tấm lòng của bạn Xuyên đã chở vào tận nơi đó cả nhà, tận nhà. Đó cả nhà thấy thì đây là bạn ấy cũng rất là có tâm và rất là cực luôn, tìm kiếm những hoàn cảnh mà trao tận nhà như vậy đó. Đó, thì cả nhà thấy thật sự là thời điểm này thì bà con dù là làm ngành nghề nào cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống không ạ. Lụm ve chai, làm thuê, những người già, bệnh tai biến, vân vân. Thì cả nhà có thể thấy là những người mà ngồi đó là những người không có di chuyển được, rất là xót xa trong thời điểm hiện nay. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ, các nhà hảo tâm rất là nhiều.